Giới quân sự quốc phòng Việt Nam có nhiều thay đổi bất ngờ làm cho người dân trong cả nước không hiểu được. Và sự mâu thuẫn đối kháng trong bộ chính trị vẫn còn âm ỉ, dẫn đến có nhiều sự thay đổi. Một dấu hiệu cho thấy trong nội bộ chính trị Việt Nam đã có sự mâu thuẫn nhau về việc có nên chuẩn bị những hành động cứng rắn chống lại Trung Quốc hay không. Thông tin mới nhất cho biết, vào cuối tháng 11 năm 2018 đã chứng kiến một hiện tượng lạ. Đó là một trong những lần thật hiếm hoi vài tờ báo nhà nước ở Việt Nam công khai hoạt động trung đoàn 921 về Yên Bái, Su-22, đoàn không quân sao đỏ rời Hà Nội lên chốt giữ vùng Tây Bắc, báo Soha.vn trích dẫn. Đây có thể coi là một trong những bí mật nhà nước. Vậy tại sao báo này lại được phép trích đăng? Theo bản tin, còn hơn cả đặc biệt trên, toàn bộ lực lượng máy bay Su-22, phi công, thợ máy và vũ khí, trang bị của trung đoàn 921 đã chuyển sân từ Nội Bài về Yên Bái làm nhiệm vụ canh trời Tây Bắc của Tổ quốc. Sân bay Yên Bái trước đây là căn cứ của trung đoàn không quân 931, nay đã giải thể, sử dụng tiêm kích MiG-21 để đón các máy bay Su-22 của trung đoàn không quân 921. Sân bay Yên Bái đã được đầu tư lớn để nâng cấp, kéo dài đường băng, xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ đơn vị đóng quân lâu dài. Vì sao báo chí nhà nước lại dám công bố sự kiện trên khi việc bố trí lực lượng quân sự và các kế hoạch chuyển quân dù vào thời bình vẫn thuộc loại bí mật quân sự và được xếp trong danh mục bảo vệ bí mật của Bộ Quốc phòng? Vì sao những tờ báo này lại không sợ bị truy tố vì cố ý làm lộ bí mật nhà nước? Việc công bố trên càng trở nên lạ lùng khi từ trước tới nay trên mặt báo chí nhà nước cực kỳ hiếm thông tin chuyển quân loại này, dù đôi khi mạng xã hội đã phát hiện vài dấu hiệu và biểu hiện cho thấy có những cuộc vận chuyển khí tài quân sự từ Bắc vào Nam hoặc theo chiều ngược lại. Khách quan mà xét, có thể cho rằng cuộc chuyển quân của đoàn không quân sao đỏ là hết sức bình thường và bản tin của báo Soha.vn cũng chẳng có gì đặc biệt nếu không vướng vào yếu tố Trung Quốc. Hiện tượng trên lại có nét khá tương đồng với một sự kiện khác xảy ra vào năm 2016. Chỉ có điều mãi cho đến nay vẫn chưa hề được Bộ Quốc phòng Việt Nam hay bất kỳ tờ báo nào nhà nước nào công bố. Để đối chọi với những quả tên lửa mà Trung Quốc đưa ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, quân đội Việt Nam đã âm thầm đưa tên lửa ra quần đảo Trường Sa vào năm 2016. Nhưng điều lạ lùng là tin tức về chuyện Việt Nam can đảm mang tên lửa ra Trường Sa không phải được công bố bởi Bộ Quốc phòng của viên tướng được một số người xem là quan văn, ông tên là Ngô Xuân Lịch, mà lại được tiết lộ vào tháng 8 năm 2016 bởi hãng tin Anh Reuters, dẫn nguồn từ một thông tin tình báo cho thấy Hà Nội đã vận chuyển các dàn phóng tên lửa từ đất liền tới 5 căn cứ ở quần đảo Trường Sa. Bản tin của Reuters lúc đó dẫn rằng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói với Reuters tại Singapore hồi tháng 6 năm 2016 rằng Hà Nội không có dàn phóng tên lửa hay vũ khí như thế tại Trường Sa, nhưng bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào. Nguyên văn lời nói của tướng Vịnh là di chuyển bất kỳ loại vũ khí nào đến bất kỳ khu vực nào vào bất kỳ lúc nào trong lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi là quyền hợp pháp của chúng tôi. Đây là một khẩu khí lạ của tướng Vịnh. Trước đây chưa từng xuất hiện những ngôn từ này, nơi viên tướng bị coi là rất thiếu minh bạch về quan điểm đối ngoại này. Việc Việt Nam đưa tên lửa ra Trường Sa nằm trong bầu không khí quan hệ Việt-Trung có phần căng thẳng. Trung Quốc liên tiếp xua tàu hải giám và tàu cá vào Biển Đông để gây hấn và bắn giết ngư dân Việt Nam. Cùng khi đó,
những mỏ dầu khí mà Việt Nam dự kiến khai thác như Cá Rồng Đỏ là một mỏ liên doanh với công ty Repsol của Tây Ban Nha và Lan Đỏ liên doanh với tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga đều bị Trung Quốc đặt vào tầm ngắm và chuẩn bị đe dọa. Sang năm 2017, Repsol đã chính thức thất thủ và phải cuốn cờ tháo chạy khỏi mỏ Cá Rồng Đỏ, bởi có đến vài trăm tàu Trung Quốc bao vây mỏ dầu khí này. Thậm chí Hải quân Trung Quốc còn đe dọa sẽ tấn công quần đảo Trường Sa nếu Việt Nam khai thác Cá Rồng Đỏ. Năm 2018, Việt Nam lại âm thầm định cùng Repsol khai thác Cá Rồng Đỏ. Nhưng một lần nữa, kế hoạch này lại thất bại thê thảm bởi đồng chí tốt Trung Quốc. Cho tới nay, toàn bộ các mỏ Cá Rồng Đỏ, Lan Đỏ, kể cả cá voi xanh ở ngoài khơi Quảng Nam, Quảng Ngãi đều đang bị đình hoãn khai thác. Những biểu hiện về chiến tranh dầu khí giữa Việt Nam ở Trung Quốc ở Biển Đông là ngày càng rõ ràng. Nhưng liệu còn những dấu hiệu và tín hiệu nào khác về một cuộc xung đột quân sự trên đất liền trong tương lai xa hay chăng? Một chỉ dấu về chiến tranh có phải là những điều mà chúng ta có thể được đọc thấy qua bản tin mới đây chăng? Cho tới hôm nay, bản tin Trung đoàn 921 về Yên Bái, Su 22 đoàn không quân Sao Đỏ rời Hà Nội, lên chốt giữ vùng Tây Bắc của trang báo Soha.vn đã tồn tại được nhiều ngày, trong khi rất nhiều trường hợp báo nhà nước phải gỡ những bài nhạy cảm chỉ sau vài giờ đồng hồ đăng tải trên mạng do lệnh miệng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Một thứ vòng kim cô, tư tưởng như một đặc thù không thể thiếu của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do vậy, chỉ có thể cho rằng bản tin trên của Soha.vn được bật đèn xanh của không chỉ Ban Tuyên giáo Trung ương mà còn cả từ cấp cao hơn là Bộ Quốc phòng, Thường trực Ban Bí thư và thậm chí là cả Bí thư Quân ủy Trung ương, Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Rất có thể mối quan hệ 16 chữ vàng Việt Trung và cả vài cuộc giao lưu quốc phòng vừa diễn ra giữa quân đội hai nước anh em xã hội chủ nghĩa đã chỉ có ý nghĩa như một bức tranh che đậy cái vùng phía sau của nó đang đen dần, như một cơn giông tố đang hình thành và lừ lừ trùm lên vùng biên giới Bắc Việt Nam, nhất là vùng Tây Bắc, nơi mà đặng không quân Sao Đỏ anh hùng vừa được chuyển đến để làm nhiệm vụ canh giữ trời Tây Bắc của Tổ quốc. Cũng rất có thể Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Quân ủy Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng bằng chỉ đạo cho công khai cuộc chuyển quân của đoàn không quân Sao Đỏ lên vùng Tây Bắc đang muốn lặp lại chiến thuật răn đe Trung Quốc, khi Việt Nam mời cả một hàng không mẫu hạm của quân đội Hoa Kỳ là USS Carl Vinson đến giao lưu quân sự tại cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018. Soha VN kết thúc bản tin bằng một dòng sau nói về không quân Việt Nam không thể không nhắc tới Trung đoàn 921, đoàn không quân Sao Đỏ, anh cả của lực lượng không quân tiêm kích Việt Nam, với những chiến công lẫy lừng khiến những phi công sừng sỏ của không quân và không cân ngoại quân của Mỹ phải khiếp sợ và nể phục. Chỉ có điều cho tới nay, Bộ Quốc phòng và báo chí nhà nước Việt Nam vẫn tuyệt đối câm lặng về vụ có đến hai chiếc Su-22 và một máy bay CASA của không quân Việt Nam bị rơi vào giữa năm 2016. Quá nhiều bí ẩn của vụ việc này vẫn được cố thủ trong ngăn kéo, nhưng nhiều thông tin ngoại lệ cho biết thủ phạm bắn rơi Su-22 của Việt Nam không phải ai khác, chính là bạn vàng Trung Quốc. Chưa kể một chiếc Su khác có được từ tiền đóng thuế của hàng triệu dân Việt bị rơi thật, tức là từ rơi mà chẳng bị kẻ nào bắn phá vào tháng 7 năm 2018 tại Nghệ An, mà chỉ có thể kết luận rằng trình độ lái máy bay, điều hành bay và có thể khả năng tác chiến trên không của không quân Việt Nam là trên cả tuyệt vời, và hậu quả là
nhiều chiến sĩ công an đã hy sinh tự nguyện. Nếu quả thực việc điều Su 22 và đoàn không quân Sao Đỏ lên giữ vùng Tây Bắc của Tổ quốc là những dấu hiệu của một cuộc chiến đang đến gần, hoặc là cách để Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng răn đe đàn anh Trung Quốc, hoặc là một vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ, và tìm những hướng khác nhau của quân đội để bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước quá thân cận với Trung Quốc, thì cũng đều đáng hoan nghênh và cho thấy chính trường Việt Nam và hệ thống quân sự quốc phòng của Việt Nam vẫn còn là một ẩn số đối với toàn dân Việt.